Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập tên là One Arm Row. One Arm Row có nghĩa là chúng ta sẽ row kéo lưng, đúng không ạ? Kéo lưng, tập trung vào phần lưng, tập cho phần cơ lưng, cơ xô và tất cả những cơ phía đằng sau lưng, đúng không ạ? Rồi, One Arm có nghĩa là bạn kéo từng bên tay một. Rồi, bây giờ bạn My sẽ bước vào vị trí bắt đầu. Đầu tiên, mình sẽ kéo tay ở bên phải, đúng không? Thì bàn chân, sẽ đặt bàn chân trước, một chân trước, một chân sau nhấc cao gót chân lên và tập trung để cho mũi chân của chân sau nó sẽ ngang bằng với cả gót chân của chân trước, đúng không ạ? Rồi từ đây các bạn My sẽ đứng thẳng, sau đó nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ My sẽ bắt đầu vào vị trí bằng cách đẩy mông ra phía sau, trùng gối đẩy mông ra sau, mông ra sau, mông ra sau, mông ra sau, tiếp tục mông ra sau cho đến khi thân trên song song với mặt đất, đúng không ạ? Bây giờ My sẽ cầm tạ ở bên tay phải, chính vì thế tay trái của My sẽ được tì chặt vào phần đầu gối. Khỉu tay trái của My tì chặt đầu gối, các bạn sẽ thấy thân trên song song với mặt đất, mông đẩy ra sau. Hai chân ấn mạnh xuống dưới sàn, không được thả lỏng chân để có thể giữ được cố định toàn bộ cơ thể. Rồi bây giờ tay này My sẽ ôm sát vào cái đầu gối này để không bị vướng theo cái đường đi của tạ. Bây giờ My sẽ bắt đầu cầm chặt vào tạ giúp anh. Rồi bây giờ khi mà thực hiện, My sẽ bắt đầu lấy hơi, giữ hơi, gồng bụng, sau đó ép vai vào trước đã. Ép vai vào, vào đến đây. Khỉu tay đi lên, kéo lên, xong đi xuống. Lấy lại hơi, ép vai, khỉu tay lên, xong đi xuống. Tiếp tục lấy lại hơi, ép vai, khỉu tay lên, xong đi xuống. Tiếp tục lấy lại hơi, ép vai, khỉu tay lên, xong đi xuống. Rồi, khi mà các bạn kết thúc, nhớ đừng để cho thân trên nhấp nhô, đúng không ạ? Luôn luôn giữ thẳng song song với mặt đất. Toàn bộ ba đường cong sinh lý của phần xương sống, cổ, lưng trên, lưng dưới được giữ ổn định. Rồi, bây giờ My sẽ đứng dậy. Như vậy các bạn vừa thực hiện xong One Arm Row.